Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Long Thành phát hiện bắt quả tang các đối tượng Phạm Hữu Tiến, Thái Ngọc Cầm, Phạm Văn Tân, Phạm Văn Trai đều ở tỉnh Long An đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đường thực phẩm từ xà lan số hiệu SG7929 do Phạm Văn Tân, sinh năm 1965, trú tại phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An làm chủ phương tiện. Là xà lan vận chuyển về, khi thấy xà lan thì mình tính kiếm thêm một chút lệ để chi phí, thì mình liên hệ với lại chú trai, thì hai bên ngã giá là 5.000 đồng một ký với số lượng là 3 tấn chín. Khi đến thì chú Tiến là cũng lấy lưỡi cưa cái sắt cầm á, là tôi biết đồ ăn trộm rồi. Nhưng mà tại vì tôi thấy quá rẻ, cho nên tôi mua về để bán kiếm lời. Sau khi nhóm đối tượng tiến hành hành vi trộm cắp, đã đưa số tài sản xuống ghe gỗ số hiệu LA04893 do Phạm Văn Trai sinh năm 1970, trú tại ấp Lan, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm chủ phương tiện, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Các đối tượng cũng khai nhận, ngày 12 tháng 6, trong quá trình Phạm Hữu Tiến, Thái Ngọc Cầm, Phạm Văn Tân vận chuyển hàng hóa đường thực phẩm bằng xà lan số hiệu SG7929 với tổng khối lượng hơn 1.300 kg cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hân Tiền Giang. Theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa giữa Phạm Văn Tân và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hân Tiền Giang, có thỏa thuận tỷ lệ hao hụt cho phép bằng 0,3% tổng khối lượng hàng hóa là khoảng 3.900 kg, cho nên Phạm Hữu Tiến nảy sinh ý định trộm cắp số đường được phép hao hụt bán lấy tiền tiêu xài. Để phòng ngừa với các đối tượng phạm tội trên sông như vậy, nhất là các đối tượng mà được trong quá trình vận chuyển, được chủ hàng giao, tin tưởng vận chuyển, vậy thì tốt nhất là các chủ hàng phải cử người giám sát hoặc thuê đơn vị giám sát trong suốt quá trình vận chuyển, đề phòng các đối tượng lợi dụng không có người giám sát thì dùng các thủ đoạn để phá niêm phong trì hoặc các thủ đoạn tinh vi hơn đó, để mình là qua mắt được cái lực lượng giám sát để từ đó thực hiện hành vi là trộm cắp tài sản trong quá trình vận chuyển. Tang vật thu giữ: một xà lan, một ghe gỗ, một cân đồng hồ, hai máng xúc, 7.240 kg đường thực phẩm loại đường cát vàng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Hữu Tiến, Thái Ngọc Cầm, Phạm Văn Tân về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Trai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự.